Thiếu vắng Ronaldo trên hàng công, đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn thắng đậm trong lượt trận giao hữu với Phần Lan. Ở trận giao hữu trước thềm Euro 2024 tối ngày 4 tháng 6, với việc không sử dụng Ronaldo do mới trở lại đội tuyển, huấn luyện viên Roberto Martinez đã trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ giúp Bồ Đào Nha thắng Phần Lan. Tiền vệ John Nips và Francisco Conscao đều chơi ngay từ đầu. Diogo Jota đá trung phong còn Rafael Leao đá tiền đạo trái. Bồ Đào Nha không gặp nhiều khó khăn để kiểm soát thế trận trước Phần Lan. Đội chủ nhà giữ bóng 74% và dứt điểm 18 lần, trong khi đội bóng hạng 61 FIFA chỉ dứt điểm 2 lần. Phút 17, Bồ Đào Nha ghi bàn đầu tiên. Những phút tiếp theo, đội tuyển Bồ Đào Nha liên tục làm cho đảo hàng thủ đối phương nâng tỷ số lên 3-0. Tuy nhiên, việc dẫn trước 3 bàn, Bồ Đào Nha chơi khá chủ quan và mắc sai lầm trong phòng ngự để Phần Lan rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Sau đó, Bồ Đào Nha đã bừng tỉnh đúng lúc khi ở phút 84, Conscao kiến tạo từ cánh phải cho Fernandes hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 4-2 cho đội chủ nhà. Hiện tại, trước khi chính thức bước vào chiến dịch Euro 2024, Bồ Đào Nha còn 2 trận giao hữu với Croatia và Ireland. Người hâm mộ hy vọng ở 2 trận này có sự xuất hiện của Ronaldo.